Các bác nhá, hôm nay em sẽ làm thêm một clip nữa giải đáp về các vấn đề về điều hòa cửa sổ. Và cái chủ đề hôm nay em giới thiệu chính là cái điều hòa cửa sổ này, điều hòa Nhật bãi này có thể đặt ở trong phòng hay không. Đấy, thế thì để trước hết là mình sẽ nói, em sẽ nói về cái nguyên lý của con điều hòa này. Con điều hòa là điều hòa một cục mọi người nhá. Đây, đấy, mặt trước nó là lạnh, ok chưa? Đấy, nói một cách rất là đơn giản và nhanh thôi, nhanh gọn thôi để mọi người hiểu rất là đơn giản. Mặt trước nó lạnh và đây là cái cửa gió thổi nó gió ra nhé. Đó. Và mặt sau nó là nóng. Ok, đây này, nó thổi từ đây này. Đây mọi người nhé. Đây nó thổi gió nóng từ đây. Đấy, đây mình quay xa ra để mọi người nhìn thấy, đúng không? Ở bên này thì là việc của dàn nóng thì cái này cũng thực ra là nếu có thoát được cái phần này thì tốt, mà còn không thì nguyên chỗ này cũng được. Đấy, khá là đấy. Đấy. Thế thì bây giờ là rất nhiều cái khách hàng hỏi mình một câu rất là đơn giản, rất là hay là cái con máy này thì có thể đặt được ở trong phòng hay không. Thế thì theo các bác thì đặt được không ạ? Thì hôm nay sẽ giải đáp nha. Thì em khẳng định luôn là con máy này không thể đặt ở trong phòng được. Tại vì sao? Khi các bác chạy nhá, ví dụ đây nhá, ví dụ các bác chạy nóng lạnh bác xả ở đây rồi, thế thì nóng nó phả ở đây. Để ví dụ như đơn giản bây giờ em sẽ quay cái máy này, quay máy này, đúng không ạ? Đấy, đúng không ạ? Thế thì bây giờ cái lạnh đây nó phả ở đây, ok thôi, được rồi, ngồi ông trước mặt một chút, ok. Nhưng mà cái nóng này thì nó phả luôn đằng sau này, cái nóng này nó phả luôn đằng sau này, ok chưa? Thế thì cái nóng phả luôn đằng sau thì cái nóng ấy thì tất nhiên các luôn là bao giờ nhiều hơn cái lạnh, hệ gió nóng bao giờ nhiều hơn gió lạnh. Thế nên là nếu như các bác mà đặt một con máy ở trong phòng mà không có cái hệ thống để như là thoát ra, ví dụ như con kia mình để ngoài cửa chẳng hạn, không nóng nó thoát ra ngoài, không và lắp vào cửa sổ này thoát ra ngoài thì không thể sử dụng được con điều hòa cửa sổ này. Đấy là cái điều chắc chắn và không thể khác được mọi người nhá. Nó không giống như quạt hơi nước đâu. Đấy, nên là nếu như các bác nào đang có nhu cầu con điều hòa này nhưng lại không có cái chỗ để phát nóng và muốn đặt ở trong phòng sử dụng luôn mà không có chỗ nào mà để thoát cái lưng phía sau ra ấy, thì là không thể sử dụng con điều hòa một cục cửa sổ hàng Nhật này nhé. Đó, ok, cảm ơn mọi người.